chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi. Tin tức ngày 26 tháng 2, bắt trạm trưởng trạm kiểm lâm cùng với phó chủ tịch xã ở Phú Thọ. Và theo nguồn tin từ báo Pháp Luật thì Nguyễn Anh Tuấn đã cùng một số cán bộ xã lập khống các hồ sơ nguồn gốc làm sàn gỗ bán cho doanh nghiệp kinh doanh. Ngày 26 tháng 2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội giả mạo trong công việc. Các bị can thì tôi xin không nói ở đây. Và trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện thông tin về việc một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu sai phạm trong công việc kinh doanh, xuất khẩu, làm sàn gỗ nên đã điều tra và xác minh. Kết quả điều tra xác định thì Nguyễn Anh Tuấn đã cùng với một số cán bộ thuộc Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ lập khống các hồ sơ nguồn gốc làm sàn gỗ. Sau đó bán cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu mặt hàng này để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CCO và thủ tục hải quan, trong đó có một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu anh em muốn tìm hiểu thêm thì anh em có thể đọc ở dưới cái phần mô tả, tôi có để một số bị can ở dưới đó anh em có thể quan sát, tôi không thể tiện đọc trên này. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên cho tôi một chia sẻ, một comment và đừng quên ấn đăng ký và chụp. Tạm biệt.